Morning mọi người, đây là sáng thứ ba ở Bali của mình rồi. Và hôm nay thì bọn mình sẽ đi đền và chùa khá là nhiều. Bây giờ là khoảng tầm 6 rưỡi sáng à. Thật sự là các bạn nào mà có cái lịch trình muốn đi tour ấy thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần sẵn là họ sẽ lôi bạn đi từ sáng sớm cho đến tận tối muộn theo cái lịch trình của họ. Và bọn mình lúc nào cũng phải trong tư thế là dậy từ 5 giờ sáng ấy các bạn. Rất là mệt nên là các bạn có thể tham khảo thôi nha. Còn nếu không thì mình nghĩ là đi tự túc cũng khá là ổn. Còn bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan của mình nha. Let's go! Bọn mình đã có mặt ở chỗ đền rồi. Hôm nay lúc này bọn mình đi hơi sớm nên là nó khá là vắng đấy. Còn nếu các bạn mà đi muộn thì các bạn sẽ phải xếp hàng chờ khá là lâu. Vì đi từ khách sạn mình ra đến đền này là mất khoảng tầm 3 tiếng. Và khi mà vào chụp ảnh ấy thì cái chỗ này là cái chỗ cổng trời. Các bạn phải mua vé và xếp hàng ở chỗ cổng trời này thì nó đâu đó cũng mất khoảng tầm 2 tiếng nếu mà đông, còn không thì cũng sẽ tầm khoảng 1 tiếng thôi. Và hôm nay là ngày mai sẽ là ngày lễ của bên Indonesia nên là hôm nay thì họ sẽ không đi nhiều để lễ đền, mà tranh thủ là ngày mai họ sẽ đi. Nên hy vọng hôm nay du khách cũng sẽ không đến nhiều, mình có thể là không phải đợi 2 tiếng. Bình thường các bạn sẽ phải leo bộ và 1.800 bậc leo lên đến đây. Nhưng mà hiện tại thì Bali họ đã thu phí vào cái đền này nên là họ có cái xe đưa đón các bạn lên luôn và các bạn không phải leo nữa. Khi mà lên đến đây thì các bạn sẽ được đeo một cái xà rông như thế này đấy, giống anh Bảo đang ở đằng sau đeo. Thì cái này bắt buộc là nam hay nữ cũng phải đeo nha. Và nếu mà các bạn nữ mà mặc áo hở thì họ sẽ có cái quây bên trên cho các bạn luôn như mình này. Đó. Mình đã lên đến nơi rồi và đằng sau mình là cái chỗ cổng trời rất là hot ở trên Instagram cũng như là trên mạng đây. Và lên đến đây thì các bạn sẽ phải lấy số. Hôm nay cũng rất là vắng thôi, các bạn có thể nhìn thấy mọi người có thể ngồi hai bên này để chờ. Và bên đoàn mình thì đang phải chờ 40 phút. Còn bình thường ấy, nếu mà vào những cái ngày mà nó đông ấy thì các bạn có thể chờ đến 3 tiếng hoặc hơn 3 tiếng cơ. Nên là mình nghĩ là các bạn có thể là đi sớm hơn để chờ nó không bị nắng. Và ở đây bây giờ thì họ cũng có xây những cái chỗ chờ này thì cũng đỡ hơn ngày xưa là phải xếp hàng rồi. We had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. Sau khi mà đi chụp vật cổng trời xong thì bọn mình đã đến cái chỗ đền thờ gọi là có cá coi à. Đẹp, rất là đẹp. Nhưng hôm nay đến thì trộm vía là tất cả những cái địa điểm mà mình đi đều rất là vắng. Trộm vía. Để bọn mình có thể chụp ảnh. Chứ còn bình thường thì như các bạn nhìn thấy đây sẽ phun người ở chỗ này và các bạn phải xếp hàng. Các bạn ơi, cái hồ cá coi này thực sự nó rất là đẹp ý. Nó đẹp mà rất là đẹp, kiểu rất là thơ mộng ấy. Nhưng mà hôm nay trộm vía là rất khách đến vắng nên bọn mình có rất là nhiều ảnh đẹp. Chứ còn bình thường mình sẽ không thể thong dong để đi mà xung quanh không có người như thế này đâu. Ngày mai là ngày lễ của Indonesia như mình đã nói rồi đó. Thì chính vì vậy là dân họ không đến đây nhiều, cũng như là khách du lịch họ cũng chọn né những cái địa điểm này ra và họ đi trước rồi. Nên hôm nay là cái thời điểm mà buổi chiều nay các cửa hàng ở Indonesia sẽ đóng cửa. Và buổi sáng này thì hầu như họ cũng sẽ không làm việc nhiều và họ đã bắt đầu tổ chức các cái lễ ở các đình chùa rồi. Thế nên là ở các nơi du lịch này nó rất là vắng đấy các bạn. Hiện tại thì mình đã đang đi ăn trưa rồi và đồ hôm nay bọn mình ăn sẽ là đồ Lai, Indo và Ấn Độ. Và cái quán này ở ngay trong cái chỗ vườn cá coi luôn. Đồ ăn cũng rất là ngon. Rồi thời tiết hôm nay được cái là mát mẻ hơn hôm qua và nó không có nắng nhiều nhưng mà nó vẫn rất là oi. Khi mà buổi sáng đi ở cổng trời và cũng như là đi ở đền thờ về thì bọn mình đã quyết định là nghỉ ngơi, ăn trưa xong và bây giờ mới chiều thì không có lịch trình gì nên bọn mình ăn muốn đi biển. Đó.
Và biển ở đây chỗ này thì sẽ đẹp hơn là cái vịnh Crystal một chút. Nhưng mà đặc điểm ở Indo, tất cả các biển ấy mà mình thấy thì hầu như đều là cát đen hết. Và họ giải thích là ở đây là cát của núi lửa, nên là nó cũng thật sự là không có các biển cát trắng đâu, trừ khi là các cái resort và nó có private beach thôi. Đó, chính vì vậy thì mình thấy là ở đây các bạn cũng có thể tắm được, nó không đông quá đâu, nên các bạn có thể thử nhá. Cái nắng ở đây quá đẹp ấy các bạn ạ. Bây giờ đang là giờ hoàng hôn và mình thấy là nắng nó cực kỳ đẹp luôn ý. Trời ơi. But what if we don't wanna? If there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's someone you wanna talk to him. Who knows who we'd be if we just live more and love more. We all just need to live more and bọn mình đã tắm biển xong rồi và đang trên đường đi về rồi các bạn ạ. À, hoàng hôn ở đây nó rất là đẹp, mặc dù là Phú Quốc mình đã nhìn thấy rất nhiều kiểu hoàng hôn rồi nhưng mà ở đây nó có một cái đẹp rất là riêng ấy đó, và người dân cũng ra ngoài này ngắm hoàng hôn rất là nhiều luôn ấy. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi về khách sạn. Bắt đầu từ tối ngày hôm nay thì ở Indonesia, trên cái đảo Bali này sẽ là ngày lễ Silent Day, tức là ngày không nói chuyện à. Đó, thì buổi tối hôm nay thì nhà hàng sẽ đóng cửa hết và bọn mình sẽ ăn ở trong khách sạn thôi. Đó, và ngày mai thì toàn bộ cái đảo Bali này họ sẽ giống như là shutdown vậy đó, họ sẽ không đi ra đường. Và nếu mà bạn đi ra đường thì police bắt. Thế nên là bọn mình ngày mai sẽ không có một kế hoạch gì và bọn mình sẽ chỉ là một cái buổi rest cho hai ngày vừa rồi bọn mình đi khá là nhiều. Chính vì vậy là bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về nha. Và ăn tối của mình nha, let's go. Trên đường đi về thì mình đã thấy người dân họ bắt đầu ngồi chờ hai vỉa hè này rồi. Và buổi tối nay theo như mình được biết thì họ sẽ diễu hành qua tất cả các tuyến phố chính, giống như cái đợt mà bọn mình xếp hàng để xem pháo hoa ấy. Nói chung là ở đây thì họ đang đón năm mới đấy. Bọn mình rất là may mắn là đi đúng cái đợt này, nó rất là đông ấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Hai bên đường đó họ đang đợi đón pháo hoa. Morning mọi người, đây là ngày thứ 3. Thực ra bây giờ mình phải là afternoon mới đúng. Tại vì là mình hôm qua bọn mình chơi ma sói đến tận 4 giờ sáng. Và bây giờ mình vừa mới ngủ dậy. Sau đó thì ở nhà hàng thì hết đồ ăn trưa rồi các bạn ạ. Nên hết cả đồ ăn sáng cả đồ ăn trưa, nên mình vừa mới gọi room service và mình gọi đồ ăn lên. Thì thực ra nó cũng rất là khá là hấp dẫn đấy. Ngon hơn là mình ăn các cái bữa bình thường luôn ấy. Nên là mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Hôm nay là một cái ngày mà bọn mình không được phép làm gì cả. Chính vì vậy là hôm nay team của mình chỉ quyết định là ở trên phòng và quanh quanh ở trong khách sạn thôi. Tại vì là hôm nay theo như văn hóa của người dân Indo thì ngày hôm nay họ sẽ tắt hết điện và hạn chế tất cả các hoạt động vì đây là ngày Silent Day. Và kể cả những cái khách sạn resort ý, họ cũng phải kiểu gọi là giảm thiểu tối đa những cái hoạt động của du khách. Thế nên là bọn mình chỉ được phép ở nhà thôi. Và các bạn biết một điều kinh khủng hơn là gì không? Nếu mà các bạn ở nhà không thì không sao cả. Ok, coi như là một ngày bọn mình chỉ nghỉ ngơi thôi. Nhưng họ tắt hết wifi và 3G, 4G cắt hết luôn các bạn ạ. Và thật sự là bọn mình không có gì để làm trong suốt ngày hôm nay. Và mặc dù đã ngủ hết cả một buổi sáng như rồi, nhưng mà buổi chiều thì mọi người chỉ xuống có đi bơi thôi. Sau đó thì bọn mình vừa ăn tối. Và bây giờ thì chắc là sẽ tụ tập nhau chơi drinking game hoặc ma sói, mấy cái trò kiểu như vậy. Nhưng mà cũng phải chơi trong tinh thần là thật sự yên tĩnh ấy các bạn. Vlog phần 2 ở Bali của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng chờ đón phần cuối cùng nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.